Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh điện tử Hằng Nguyễn Audio, địa chỉ tại số 20 Trường Chinh, Kiến An, thành phố Hải Phòng, giáp chân cầu Liệm 1. Trong clip hôm nay, mình lại lên sóng và giới thiệu đến các bạn một cặp loa mới về tại cửa hàng. Đó là cặp loa Kenwood LS990HG, phiên bản màu vàng. Mình về được một cặp thôi. Trong các model LS990 thì con này nó là đời cao nhất của cái model 990. Nó là đời chót nha các bạn nhé. Con này nó được sử dụng cấu hình 3 loa trên một thân thùng, gồm một bát 33cm màng carbon, một trung 12 và một loa chép đôm 2,5cm. Con này tiếng bát của nó rất là trầm và lặng, chắc tiếng, lời rất hay, chép thì nhuyễn và nghe rất là chi tiết. Và dòng này thì nó chuyên về những cái dòng nhạc như là nhạc DJ thì tiếng cực phê và hát hòa thì tiếng cũng rất là ok. Đặc biệt là nó chơi được đa thể loại nhạc và rất dễ phối ghép các dòng âm ly. Thùng bom bê và khá lặng, nó lặng 31kg, e căng zin, hình ảnh mình quay trực tiếp. Và các bạn lên ghép cái dòng loa này vào những cái dòng âm ly công suất lớn thì tiếng bát nó sẽ lên đều ba dải, như là những cái dòng âm ly Sansui 607MG, 607XG hoặc là 607LGA, hoặc là những cái dòng đờ lông 780D, 930V, 940 thì đánh tiếng nó lên được đều ba dải, bát trung chắc. Mình quay chi tiết thùng góc cạnh để cho các bạn cùng xem. Cặp loa này nó khá là đẹp. Hai lỗ chỉnh, hai nút vi chỉnh để chỉnh cho loa trung loa chắc thì nó được thiết kế ở phía trước. Và cái cặp này thì nó được sản xuất vào năm 1987 với công suất là 200W trở kháng 6 ohm, độ nhạy là 92 dB, có chiều rộng là 40, chiều cao 70 và chiều sâu 35, và nó cân nặng là 31kg một chiếc, tức là cả đôi của nó là 62kg, khá là nặng. Và đây là phía sau của cặp loa. Cặp loa này lỗ thông hơi nó được thiết kế ở phía sau. Mình quay thùng xong thì mình sẽ mở loa bát để cho các bạn cùng xem và ngắm phân tần bên trong. Cặp này khá là đẹp, có một cặp duy nhất. Bạn nào quan tâm thì có thể liên hệ với mình qua số điện thoại 0979 918 996. Bên nhà mình nhận giao hàng toàn quốc. Và ngoài ra thì bên cửa hàng còn rất nhiều những dòng model khác. Bạn nào quan tâm thì cứ liên hệ đặt hàng với mình. Bây giờ mời các bạn cùng xem nội thất bên trong của cặp loa. Và đây là củ loa bát. Tất cả các gông của nó là sơn đúc hết. Đây là củ loa trung này. Và đây là củ loa chép.
fantasy, you crave my body.